những điểm cần lưu ý khi thể hiện tác phẩm Lý Ngư Vọng Nguyệt lên trên gỗ. Bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt gồm các cái mảng miếng rất là lớn. Nó cũng ít các chi tiết phức tạp và các mảng đè lên nhau. Nhưng mà bản thân con cá chép này thì có 3 điểm cần phải lưu ý để thể hiện được cái hồn của tác phẩm. Thứ nhất là lưu ý về đôi mắt của con cá chép đang rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy bóng trăng ở dưới đáy nước, thể hiện hai mắt cân đối. Điểm thứ hai là miệng của con cá chép hơi khó để thể hiện cái cảm xúc, vì thế cho nên ở trên tranh sẽ phải cải biên đi một tí, thể hiện cái miệng nó hơi, cái khóe miệng nó hơi tròn để thể hiện cảm xúc đang rất là ngạc nhiên. Và thứ ba là ở trên mình của con cá thì bản thân con cá này thể hiện ở hai khúc, có cái sự lật ở trên thân con cá trên mặt phẳng của bức tranh, cho nên là khi mà thể hiện cái mình và cái đuôi ở trên gỗ thì sẽ phải thể hiện cái độ vặn xoắn của cái mình để có thể hiện được sự lật, nhìn thấy cả hai mặt, mặt trái và mặt phải ở đằng sau đuôi của con cá chép.